chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S18 để cùng trải nghiệm môn phái Thúy Yên Đơn Đao. Nhiều anh em cũng nhắn cua là cua ơi, cua làm về Thúy Yên Đơn Đao đi. Thúy Yên Đơn Đao nó mạnh nhưng mà khó chơi quá, đúng không? Giờ mình thử coi Thúy Yên Đơn Đao coi nó chơi như thế nào, nó có ok không. Đúng là cái môn phái Thúy Yên này nó rất là khó PK này mà. Rất là khó PK thật sự luôn. Chúng ta mà BK không khéo là chúng ta chết ngắt, lên đường luôn, thiệt luôn, rất là dễ lên đường. Tại vì cái chiêu của nó anh em thấy là đánh theo từ xa, nhưng mà thực tế là nó cận chiến nha mọi người, thấy không, đánh cận chiến. À, chúng ta phải đợi có đủ chiêu chúng ta mới sóc đàm được đối phương, thiệt luôn. Đây, giờ ông này là sóc đàm ông này, phải có hai cái là sóc đàm được ông này. Cái chiêu của con Thúy Yên của chúng ta thì theo như cua nha. Nhiều anh em thì do lý do là chúng ta không có đủ điểm tăng, nên là cái con này chúng ta hiện tại vẫn chưa có thực sự quá mạnh cho cái việc mà chúng ta sóc đam đối phương. Anh em có thể nhìn thấy không đủ chiêu để cho mình sóc đam. Và cái chiêu của môn phái Thúy Yên Đơn Đao chúng ta phải đợi để có thể sóc đam là để cái chiêu tương tư nè. Đợi cái chiêu này rất là nhiều, bắt buộc phải đợi cái chiêu này. Bây giờ cô sẽ hiện thân ra, thì hiện chiêu ra hết đi, nên mình biết mình né đồ này nọ cái kiểu. Là lý do tại sao mà mình nói như mày bây giờ nha. Cô sẽ đợi nó hồi hai chiêu này, được không? Búp lên nè, đó, đúng không? Rồi, sau đó là chúng ta ẩn thân. Ẩn thân là chắc chắn người ta sẽ không thấy mình. Rồi, cô sẽ đợi, lúc này cô sẽ đợi hai chiêu. Này, đợi hai chiêu, chơi hai chiêu, quăng cái chiêu số 3, chúng ta kết thúc đối phương. Thì cái lúc này là khi mà chúng ta chơi hai chiêu này ra, hai chiêu số 4 ra, thì nó sẽ bị một cái trạng thái là sóc đam rất là ghê. Được cái trạng thái sóc đam rất là ghê. Nhưng cái lúc này là chiêu tương tư của chúng ta lại bị mất đi. Tương tư của chúng ta mất đi tại vì nó chỉ tính được có 6 đam thôi anh em. Anh em để ý cái này nè, thấy không? Tương tư quất cái nè, xong rồi chúng ta mà quất thêm một lượt nữa là mất đam. Đó, cái chiêu tương tư nó tăng cho chúng ta chí mạng và sát thương chí mạng rất là cao. Vì vậy là chúng ta sẽ có khả năng sóc đam đối phương rất là tốt. Chưa kể nó tăng cho chúng ta tấn công cơ bản nữa, nên là nhiều anh em là sẽ tăng full cái chiêu này. Cô cũng định tăng full chiêu này, nhưng cái chiêu này hiện tại là nó không ngon ở chỗ. Đó chính là khi mà chúng ta chơi combo hai chiêu này, hai chiêu số 4 là chúng ta đã hết đam, không còn chí mạng. Vậy anh em cứ thấy cái chiêu tương tư là một cái chiêu nó đây, một cái chiêu mà sóc đam rất là ghê. Đó, chơi hai lần là hết đam này. Đó là cái việc mà anh em thấy là cái chiêu tương tư nó tăng cho chúng ta chí mạng rất là nhiều, đúng không? Quá trời chí mạng luôn. Đó, xong rồi chúng ta được tăng quá trời chí mạng, nên là anh em ý không tăng cho nó chí mạng. Nên là khi mà chúng ta không có trạng thái tương tư, anh em thấy chúng ta không thể nào mà tăng được một chút xíu rồi chí mạng luôn. Không lẽ giờ mình để ý vô chiêu tương tư hoài, đúng không? Đâu được đâu. Đó, chúng ta phải tận dụng cái khúc mà chúng ta hết cái chiêu tương tư nữa. Đó, vì vậy là anh em, nhiều anh em là họ sẽ không build thằng chí mạng, tại vì dựa vô thằng tương tư mà. Nhưng mà cô thì cô nghĩ là anh em phải build chí mạng. Có thể tương tư nó giúp cho chúng ta thêm một cái lượng chí mạng rất là nhiều, nhưng mà quan trọng là cái tương tư cô chỉ cần là nó có được cái tấn công cơ bản là cô thấy ok này. Bây giờ là chơi combo của con Thúy Yên Đơn Đao như thế nào. Nếu như anh em là một người chơi mới, khi mà chơi vô cái con chơi sử dụng cái con Thúy Yên này thì anh em sẽ rất là khó sử dụng. Cô là một người chơi đã từng chơi Thúy Yên, Thúy Yên Đao, Thúy Yên kiếm luôn. Mà Thúy Yên Đao cô chơi theo cái lần này là cái lần thứ 3, thứ 4 rồi. Cô thấy nó vẫn ok anh em, vẫn ok phết đấy. Mình quen cái cách BK thì mình sẽ combo nó dễ lắm. Anh em cứ để ý cái con này nó đánh theo dạng từ xa, nhưng thực tế nó là theo dạng cận chiến nha mọi người. Nó đánh theo cận chiến anh em. Đây, đường môn nè, sóc chết ngắt này, thấy không? Đó, mình chơi theo cái dạng này thôi. Thiệt, chơi dạng này rất là ghê, rất là đã. Nhưng mà chúng ta phải đợi đủ combo thì thực sự nó hơi bị chán. Hơi bị chán luôn. Có combo sóc đam cực kỳ ghê, nhưng mà hết combo nó cực kỳ chán nếu như anh em không build chí mạng cho nó. Đó, đây là một cái mà anh em phải có một cách build thông minh. Không thôi là chúng ta sẽ thật sự là chơi cái con này hơi khó. Nhưng mà Thúy Yên Đơn Đao cô thấy nó ok lắm nha anh em. Thúy Yên Đơn Đao nó không có yếu đâu. Nó sóc đam ghê lắm. Một hồi cô xong cái trận này cô sẽ cho anh em xem cái cách build, cô build lại cho cái anh
Hoàng Lâm. Tại vì ban đầu cô build khác anh ấy. Ây, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Ông này, ông búp ra cả. Mình không đủ, hai lần. Mình sóc down được hai lần là ngon rồi. Tại lúc này là mình không đủ hai lần anh em. Né ổng liền. Mình với ổng solo được luôn á. Búp ra em ơi. Cái con thi yên kiếm thì mình chỉ cần là mình né cái chiêu đó, né cái chiêu số 1 cổng ra là mình khỏe rồi. Đó, thi yên kiếm mà mình né được cái chiêu đó là khỏe. Đẩy vô. Nè, ổng bập ra nè, chạy. Đó, né được cái đó là khỏe. Đó, mình solo ổng liên tục như thế này. Thì đam của mình thì mình sẽ né được cái chiêu số 1 của ổng là nên là mình sẽ có thể là mình ăn đam được anh ấy. Nhưng mà anh em phải né khéo nha. Né không khéo là mình sẽ dễ dàng bị sốc đam chết lắm ấy. Để ý cái chiêu của ảnh. Đây đây ổng nè. Ô mình hết nè. Hết nhảy. Hết nhảy khinh công vãi nồi. Rồi bây giờ làm lại nha. Búp cái chiêu từng từ nó kéo dài 20 giây lận lâu lắm anh em. Rồi có anh Thiên nè, né anh ngang cái. Đó, rồi khúc này là mình chưởng từ xa thôi. Chưởng từ xa thì nó theo đường thẳng mà. Nó có thể kết thúc đối phương rất là tốt. Ông này ông châu ấy. Này né ra cái. Anh em lưu ý là phải để con thiên kiếm thiên đơn đao của mình là một cái vị trí cận chiến nha mọi người. Đây là một môn phái cận chiến chứ không phải là một môn phái từ tầm xa, một môn phái cận chiến. Nó đánh xa nhưng mà nó cận chiến, đánh theo đường thẳng nhưng mà nó cận chiến nha. Né ra liền. Đơn giản thôi đúng không? Chơi rất là đơn giản. Anh em quăng cái chiêu số 3 vô. Rồi. Chưởng hai lần là chết ông đó. Chết rồi đó. Rồi chúng ta phải đợi thôi. Chúng ta phải đợi cái chiêu số 4 thôi. Rồi chúng ta phải đợi tương tư nữa. Nên là cái việc này là anh em phải để ý. Chúng ta thực sự không có build chí mạng là chúng ta sẽ rất là khó. Tại nhiều anh em thấy cái chiêu tương tư tăng quá nhiều chí mạng đi, đúng không? Quá nhiều chí mạng nên anh em không thèm tăng chí mạng nữa. Nhưng mà anh em không biết cái chiêu tương tư nó chỉ có vài lần chơi thôi. Mình chơi một cái combo số 4 hai lần là xong cái chiêu số 1 rồi, xong chiêu tương tư rồi. Mình đâu có làm gì nữa đâu. Mình đâu có thể là mình giữ luôn cái trạng thái chí mạng hay là tấn công gì nữa đâu. Bây giờ mình ẩn thân nè, đẩy vô đường môn hai cái lần đường môn chết rồi, thấy không? Đam nó to lắm anh em, đam rất là to. Đam ok lắm á, nhưng mà cái môn phái này là một môn phái anh em phải chơi theo dạng mà chúng ta chơi sát thủ. Né nè. Rồi, cứ sọc đam anh ấy thôi. Để chiêu giết anh ấy. Để ý cái chiêu của ông kia. Đó, ổng sẽ bung ra cái cho mình. Đó, mình sẽ chạy đi, thấy không? Rồi, con thiên nhẫn này thì mình cứ giết nó thôi, thoải mái. Anh em cứ để ý mình đánh cận chiến á. Nó sẽ thường focus vô cái người trước mặt mình. Ây da. Chúng ta sốc đam. Rồi ổng mà bung ra thì mình chạy. Đó cái sốc đam này nó cũng cần phải có một cái sự tính toán. Khi mà anh em đã phụ thuộc vô cái bộ chiêu nó nhiều quá thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vậy là cái cách tăng của cô đối với cái hạt này, đối với cái hạt thứ yên á, là cô sẽ thường là cô sẽ tăng ưu tiên tăng cái chiêu số 4 là full để mình sốc đam. Chúng ta cũng phải có một chiêu sốc đam, cô sẽ tăng cái chiêu số 4 full và cô sẽ tăng cái chiêu số 1 dư điểm mới tăng. Đó, sốc đam liền. Tại hiện tại là chúng ta chưa chờ chiêu số 4 được. Chúng ta khó sốc đam. Không thôi là hai lần là chết hết hai ông rồi. Ông Thí Yên là mình phải để ổng trong cái trạng thái mà còn khoảng 75% máu thì mình có khả năng mình sốc đam được. Là ông này ổng ngang kèo với mình. Mình đặt cái chiêu số 3 ra chủ yếu là mình sẽ lấy né tránh của đối phương, mình gây đam nữa. Nhưng mà cái cách combo của cái ạc môn phái thiên đơn đao này là cua sẽ chơi khi mà cua chơi cái búp lên cái chiêu tương tự á thì cô sẽ chơi hai lần cái chiêu số 4 là nó mất luôn cái chiêu tương tự. Cô không chơi chiêu số 3 tại bất công là cái chiêu số 4 của mình đã tăng full, mình muốn sốc đam đối phương mà, thì cua sẽ chơi hai lần chiêu số 3, không thôi là đấy hai lần chiêu số 4 mà nếu như mà cái chiêu số 3 mình chơi ra thì mình sẽ mất cái tương tự.
nên là chúng ta phải chú ý rất là dữ dội, phải cực kỳ chú ý luôn. Đây khúc này nè, phải chưởng ngang một cách đúng đắn luôn á, không thôi là chúng ta sẽ bị thọt ngay luôn. Thấy không, mình sẽ bị thọt ngay luôn á anh em. Cái ông này sao không có bức tử, không có chống đỡ gì rồi ta. Nãy giờ mình để ý thấy ổng có chống đỡ liên tục luôn mọi người. Thiên sao có chống đỡ nè, có gì đó sai sai à, đúng không, có gì đó sai sai đúng không. Chưởng chưởng nè. Đó, cái khúc này mà mình chưởng mà có chí mạng là chắc chắn mình sẽ giết thêm một ông nữa, một bài ông nữa, tại cái chiêu chưởng của mình theo đường thẳng nè cũng hơi xa đấy. Ẩn thân, ôi ẩn không kịp, vẫn bị đánh luôn, tại vì bên kia có cung long đao hay sao nó thấy mình đánh chúng mình luôn. Đó, cái chiêu số 4 nó hồi rất là lâu luôn mọi người, lâu vãi chưởng luôn. Này chưởng nè, ông kia cẩn thận, ông kia ông thóc mình, phải né né thích ra nè. Chiều của con Thúy Yên đơn đao nó phải fit lại, không thôi làm vậy sẽ rất là khó cho chúng ta thật sự luôn. Cái chiều của nó phụ thuộc vô cái môn phái này, phụ thuộc vô chiều rất là ghê, phụ thuộc chiều quá nhiều, quá nhiều anh em ạ. Ồ chúng ta chơi chiều học nè, lệnh chi mạng rất là ghê thấy không. Nhưng mà chúng ta đã mất chiêu rồi. Né chiêu nữa. Nhảy lên. Đúng rồi, bắt lại lên. Nhờ kiếm con cung long đao mà khống chế ông này còn nửa cây máu thì mình sốc đao ông chết được. Đó, chủ yếu là cua không phải là đi farm người cho anh em, mà chủ yếu cho anh em xem cái môn phái Thúy Yên đơn đao, một môn phái rất là ngon trong cái việc mà sốc đam, nhưng mà nó phụ thuộc vô bộ chiêu ghê quá, kinh quá. Mình nếu như mà mình đi chặn cổng thì chắc chắn là sẽ có top, nên là những anh em nào mà theo cái thiên hướng mà thích chặn cổng, anh em sẽ chắc chắn sẽ chán đối với video này. Nhưng mà cái video của cua làm để chủ yếu cho anh em xem môn phái Thúy Yên đơn đao nó là một môn phái mạnh về cái điểm nào đúng không? Đây là cái cách tăng môn phái Thúy Yên đơn đao mà cua tăng. Cua sẽ tăng full Thúy Yên đao pháp. Cua không tăng chiêu này, tại vì chiêu này nó cho mình tốc chạy 20%, cua thấy nó cũng không có thấm thía nhiều á. Đối với cua thôi nha. Cái chiêu này cua tăng một cái lấy không ai, nếu như mà có thể mình vào giao tranh mà mình bị đánh á thì nó có thể mà mình mà dưới 30% máu á nó búp ra. Hên thì mình sẽ đóng băng những người xung quanh mình chạy đi. 6x thì mình sẽ tăng. 7x mình tăng luôn. Rồi, mình sẽ tăng full chiêu một lại một giả lưu tinh. Cái chiêu này sốc đam à, cô sẽ tăng chiêu này, nó rất là mạnh, sốc đam cực kỳ ghê, nhưng mà hồi chiêu lâu quá, hồi chiêu cực kỳ lâu. Rồi, cô sẽ tăng cái chiêu băng tung vô ảnh và cô sẽ dư điểm tăng chiêu tương tự. Tương tự rất là ngon, nó tăng cho chúng ta một cái lượng chí mạng cực kỳ ghê. Nhiều người và kể cả cua trước khi tăng tương tự, cua cũng đã suy nghĩ. Bây giờ là 7% đúng không, 7% tấn công cơ bản. Thì mình tăng 20 điểm sẽ có 20% tấn công cơ bản, mình có thể sốc đam đối phương cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà cái chiêu này có một cái hạn chế, đó chính là đánh trúng 6 lần nó sẽ mất hiệu lực. Đánh trúng 6 lần tương đương với cái việc mà chúng ta chơi 2 lần chiêu 4 là chúng ta sẽ hết cái lần chí mạng. Nếu như mà chơi đủ combo hết lần chia mạng thì lúc này là anh em sẽ phải chờ rất là lâu nữa chúng ta mới có thể hồi lại cái chiêu này đúng không. Đó, nên là cái chiêu này nếu như mà nó tăng tấn công lên là 50% thì quả mai mình sẽ tăng mát, chứ không thì mình sẽ dư điểm mình bị tăng thôi, thật sự là như vậy luôn. Cái chiêu ngữ tuyết ẩn này anh em cứ tưởng là cộng nhiều nó tăng kháng chí mạng cao, khi mà chúng ta ẩn thân nó mới tăng kháng chí mạng nha anh em. Rồi cái chiêu này nó sẽ giúp cho bản thân của chúng ta trong cái vòng này chúng ta sẽ được tăng né tránh và chúng ta gây đam cho đối phương, thấy không? Đó, nên là cái chiêu của con Thúy Yên đơn đao nó ngon, nó không phải cùi đâu, nó ngon nhưng mà nó phải chờ nó hồi lại rất là lâu, phụ thuộc vào bộ chiêu 30 giây. Cái chiêu này là hồi 2 lần là 40 giây mới có thể combo top được, em thấy không? Combo mới có thể combo top được. Thì cái lúc này nè, tương tự nè, chúng ta đã đánh được vài lần.
Đó, chúng ta vẫn có thể lên tiếp tục cái đam. Cái này nha, cái này anh em lưu ý nha, anh em có thể nhìn thấy là cua chơi hai lần cái chiêu số 4 mà vẫn còn chiêu tương tự đúng không? Khi mà vô giao tranh tổng á, mình chơi hai lần chiêu số 4 là nó hết chỉ luôn cái chiêu tương tự của mình. Đó nên là bây giờ là nhiều anh em cứ thấy là cái chiêu này 1400 điểm chí mạng đúng không? Đó là anh em thôi, 1400 điểm chí mạng, tao 100% chí mạng mà sợ gì đúng không? Đây, chờ combo chơi cái đó. Ok, cái đó là đúng, chính xác. Nhưng mà trong lúc mà cái chiêu này nó đang hồi thì chúng ta đánh không lên một miếng nào chí mạng luôn. Lúc đó cái hạ của chúng ta yếu xìu luôn, đúng không? Đâu gai ga đam đâu. Vì vậy là theo cái theo như cô nha, nếu như mà sử dụng một cái đồng hành á thì cô vẫn sử dụng một con cơ quan cường lan để chúng ta có được một cái lượng chí mạng khi mà chúng ta không có trong trạng thái tương tự, chúng ta vẫn gây đam. Ok, ít ra chúng ta cũng phải gây đam cho đối phương còn khoảng 50% máu hoặc là 75% máu, chúng ta mới có thể kết hợp combo sóc đam đối phương khi mà chúng ta không có tương tự, đúng không? Không lẽ giờ đánh yếu xìu luôn, đúng không? À, nên là cô thì nếu như mà sử dụng cái con đồng hành thì sử dụng con cơ quan cường lan. Người tiếc nối là quá chính xác luôn, anh ấy sử dụng rất là tốt. Cơ quan nhân thô, một cái nhân vật mà cô thấy anh Hoàng Lâm là ảnh sử dụng rất là tốt, tận dụng được cái chí mạng tốt, sử dụng bộ qua né tránh quá hay luôn, rất là tốt luôn. Sử dụng thiên thiên nữa nè. Bây giờ là anh em có thể bỏ cái con này, binh sĩ ngụy quân, sử dụng con cơ quan cường lan để chi? Khi mà chúng ta đã hết cái trạng thái tương tự, chúng ta cần phải có chí mạng để đánh thường nữa, đúng không? Đây, bây giờ mình chơi nè, một lần nè đúng không, hai lần nè, đó chúng ta hơn, chúng ta đánh thêm vài lần nữa là hết rồi đúng không? Những lúc này chúng ta đánh đam thường mà đâu vô đam ta đâu, bởi vậy là phải build thêm chí mạng nữa ở những con bét. Anh ấy build lên bỏ anh né lên 720 luôn, rất là tốt luôn anh em. Sát thương chí mạng anh ấy là 285%, một cái sự đầu tư rất là tốt từ vị trí của anh Hoàng Lâm. Nhưng mà cái này ạc này thì build thêm một chút xíu nữa, tại vì chúng ta là phái ngoại công thì ở cái nón của chúng ta build chí mạng vô đó. Còn không có chí mạng anh em build thể chất vô. Bây giờ thể chất nó ngon hơn thằng sinh lực nha. Giờ anh em coi nè, 50.736 đúng không, 50.736 đúng không, để coi mình có bị tuột cái kia không, 50.736 đúng không, rồi mình tháo ra đúng không, vẫn khảm đấy nha. 50.736 quăng thể chất vô. Rồi, này nhiêu? 50.805. Anh em thấy cao hơn không? Thể chất khi mà chúng ta có sinh lực cơ bản cao thì chúng ta sẽ có rất là nhiều máu, nên là anh em đừng có khảm những cái thằng kiểu như là sinh lực vô, khảm thể chất vô. Giờ cho coi thêm một lần nữa nè. 50.805 đúng không? 50.805, bây giờ mình tháo con này đi. Đó, quăng này vô. Đó, 50.873, anh em thấy không? Đó, nó cao hơn liền. Bởi vậy, tại sao mà cô để ý khảm? Tại vì có lúc mà chúng ta kích hoạt cái khảm nhờ những cái viên đá như thế này, nên là mình phải test coi từng cái từng cái. Sát thương chí mạng ở cái bao tay tốt nè, anh em build rất là tốt. Cái này là build full luôn, full đam luôn, quá dữ luôn, quá hay luôn á. Này build bỏ qua khánh tất cả, ok. Hoặc anh em có thể build vô là thằng lôi sát ngoại, cái này đẩy full luôn, sát thương quả ngoại ok luôn, kháng chí mạng đồ này nọ nè, build rất là tốt luôn á anh em. Cái này anh em có thể là một là đẩy kim công, hai là đẩy full né tránh luôn, để cho chúng ta khi mà chúng ta thường là chúng ta sẽ áp sát đối phương nên là cần né tránh lắm, đẩy full như vậy nó sẽ ok hơn. Đó, đó là cái cách mà cô nghĩ là nên build về cái môn phái thúy yên đần đao thì nó sẽ tối ưu hơn. Và cái ạc này công nhận là anh Hoàng Lâm anh build rất là tốt luôn á, sóc đam ok. Trước khi vô ạc này thì mình có thấy là một cái danh hiệu của anh ấy là Thúy Yên Tân Vương, quá dữ luôn, chắc chắn là sẽ có một cái cách BK rất là hay của anh ấy nếu như mà anh ấy lấy được cái Thúy Yên Tân Vương. Nãy là có Thúy Yên Tân Vương luôn, ghê lắm. Đâu rồi, có Thúy Yên Tân Vương không, môn phái nè, đây đã một lần lấy Thiên Tân Vương luôn. 23 giờ thời gian thời hạn danh hiệu nè. Đó, anh ấy là có Thiên Tân Vương là quá dữ luôn anh em, cực kỳ dữ. Và cảm ơn Hoàng Lâm đã cho cô trải nghiệm môn phái Thiên Đao này. Đây là một môn phái không dễ chơi, đòi hỏi anh em phải có sự kiên nhẫn và nghiên cứu ok, nghiên cứu tốt, và đòi hỏi là anh em phải có một cái cách DK thông minh, nó mới thực sự mạnh được.
chiêu của con này rất là ngon, rất là mạnh, nhưng mà khó chơi. Anh em có chuyển qua môn phái thiên đường đao, anh em cũng phải tính toán, phải nghiên cứu kỹ, không thôi anh em sẽ, nhiều anh em sẽ không thích cái môn phái này. Nhưng mà nếu mà trải nghiệm, anh em biết cách chơi thì đây là một môn phái rất là khó chịu luôn. Và cảm ơn Hoàng Lâm đã cho cô trải nghiệm môn phái thiên đường đao. Và hello anh em ASI nha, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.